À Ti, tỉnh dậy. Leo, bang bang.
hồi trước qua giống như trước đó mà không có những cái hồn tạo ra. Vì hiện nay bạn không cần làm cái thời gian và sử dụng chất hóa học cuốn tóc như xưa. Bạn chỉ cần nắm vững cách sử dụng 3 thao tác thật đơn giản trên bộ cuốn tóc tự động. Khi ở nhà cũng có thể tạo ra kiểu tóc vô cùng hấp dẫn như tôi đang hướng dẫn bạn làm. Chicken it out here, huh? Enough.
Được chưa? Được chưa? Bơi nhiệt tình nghe. Này sao không nhắn không? Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn gì mà? Để xuống, để xuống, để lên.